Hoan hỉ mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Diễm Quỳnh xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta có một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 1 sẽ phân tích cho quý vị và các bạn trên 4 phương diện chính, đó là tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên và gia đạo sức khỏe. Để luận giải được điều này một cách chính xác nhất thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã phải dựa vào sao chiếu theo năm. Và cùng với đó, bằng kinh nghiệm hơn 40 năm nghiên cứu về huyền học, thầy Gia Cát cũng chỉ rõ cho quý vị nhìn thấy được bức tranh tổng quan về vận hạn của mình và từ đó thì để cho quý vị có được những bước đi đúng đắn nhất, xu cát tị hung và đón tài lộc trong tháng 1 năm 2022 đầu năm này. Xu cát tị hung và đón tài lộc về nhà trong tháng 1 năm 2022 đầu năm này. Và đồng thời qua phần luận giải này thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra phương án. Những phương pháp hóa giải sau hạn cho tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 và cụ thể như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 mệnh lô trung hòa, sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung hiền hậu với mọi người. Họ thông minh, linh hoạt, làm việc nghiêm túc và có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên, do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại thêm thích làm người chửi hy, cho nên là Đinh Mão sinh năm 1987, khiến cho người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo phong thủy lộc tài, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp cho bản thân đạt được mục tiêu có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực và nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ những kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ và không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Với người tuổi Đinh Mão, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi cũng duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua. Hạnh phúc của hai bạn khiến cho người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có một kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn. Cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không cần thiết. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính tài, nghĩa là bản thân bị khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ Đinh Mão cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia vào các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy sự nghiệp của những người sinh năm 1987 có những dấu hiệu rất tích cực. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình, có thể bạn sẽ mang lại những tác động tích cực giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng hơn. Trong năm nay, bạn cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, dù là khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên sợ hãi quá hay chùn bước. Mạnh mẽ đối diện sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh chóng hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 1 âm lịch, gia chủ Đinh Mão không cần phải lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong năm mới 2022. Bản mệnh có thể gặp được những bạn hàng đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới mục đích chung. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của bản thân, được tăng lương thăng chức. Số tiền bạn nhận được có thể giúp bạn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đây. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá ngông cuồng và lãng phí, nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, dù còn trẻ tuổi nhưng nếu không chú ý đến sức khỏe, bạn vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp, xương khớp, dạ dày hay đại tràng. Nên cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Năm nay sự giao thiệp xã hội gia tăng, có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều rượu có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy tốt hơn hết bạn nên cắt đứt hoặc là giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn. Hãy xây dựng chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt nhất, đối diện và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Các quý gia chủ tuổi Đinh Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để Bát Bảo Tâm Kinh phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng dành riêng cho các gia chủ tuổi Đinh Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ chồng về cơ bản có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy thì đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương để sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của bạn bè khác phái. Và chính vì vậy, nếu có tình cảm với ai thì cũng nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ, có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 13 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 1 năm 2022, tức ngày 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Hoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 1 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video mới hơn của chúng tôi được phát sóng trên Phong Thủy Gia Cát.